Hello, chào mọi người ha. Bên đây ngày 13 tháng 2 năm 2022. Ba bạn thì em sẽ chơi 6 game trong cái giờ này các bạn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Yes. Yes. Đó chuyện chính là League of Legends em chơi chế độ khó nha. Super Saiyan 3. Đó còn cool nha. Yes. Tiếp ha, để cho tiếp theo sẽ là Spower Quadrat 16.1 bạn. Yes, bắt đầu đang chơi với con để mà lấy con Vitan Chan. Tiếp theo nhé. Ok. Chúng ta đi mini qua đây. Yes. Yeah.
tiếp tục nha. Yes. Đó là đi kiếm cô ha. Bắt đầu. Tới tới cái giống đất chó gì. Rồi lũ làm cho làm xong rồi lũ cho em gửi em cái file nha. Làm đất gì đi. Không làm gì đây. Giờ mình cũng kiểu con trời. Khùng. Lên mà nữ dân lên máy tính tao làm. Nghe nói là tao muốn đập vô mặt. Mà bữa dân chạy lên máy tính là thấy là biết đồ đồ gì vậy. Cho tiếp theo.
tiếp tục ha. Đây sẽ là Super Goku. Okay. Saiyan World. Saiyan World.